Xin chào quý vị và các bạn. Ở các tỉnh miền Bắc, thuần túy chịu tác động của không khí lạnh, không có gió đông nên đêm nay trời nhiều mây và có sương mù nhẹ với nền nhiệt đêm là từ 11 đến 15 độ. Ngày mai trời hứng nắng về chiều với mức nhiệt ngày cao 18 cho tới 21 độ, trời tiếp tục rét. Miền Trung sẽ đón đợt mưa lớn diện rộng đầu tiên của năm mới 2023. Dự báo từ đêm nay cho tới ngày 7 tháng 1 ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và dông. Khu vực Quảng Trị, Bình Thuận và phía đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Còn ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ là những cơn mưa trái mùa trong mùa khô. Nguyên nhân của những cơn mưa lớn lần này là do một vùng xoáy thấp đang di chuyển từ biển vào. Dù không mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nhưng nó sẽ tạo ra nhiễu động dạng sóng đông di chuyển vào đất liền và gây mưa to tại đây. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn biển Đông, tình trạng biển và thời tiết xấu vẫn duy trì. Trong đó ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển của đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh.